Trong một cuộc phỏng vấn được báo Tagesspiegel đăng ngày 11 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk cho hay Kiev cần nhiều xe tăng của Đức trong bối cảnh giao tranh dữ dội với Nga. Đài RT của Nga cho biết yêu cầu này được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một số xe tăng Leopard do Đức sản xuất, đồng thời đẩy lùi các nỗ lực của Kiev nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga. Ông Melnyk cho rằng quân đội Đức có thể cung cấp nhiều hơn số 18 xe tăng Leopard 2 mà Berlin đã giao cho Ukraine. Ông lưu ý rằng Đức có hơn 300 xe tăng loại này trong kho vũ khí của mình và cho rằng số lượng xe tăng Leopard được cung cấp cho Ukraine có thể tăng gấp 3 lần mà không gây suy yếu khả năng tự vệ của Đức. Ngoài xe tăng, Berlin cũng có thể cung cấp cho Kiev thêm 60 xe chiến đấu bộ binh Marder. Ông Melnyk nói, tính đến nay Đức đã gửi tới Ukraine 40 chiếc xe bọc thép Marder, đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp thêm 20 chiếc nữa trong thời gian tới. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đức đối với yêu cầu trên của Ukraine. Trước đó, đài CNN dẫn nguồn từ trang web tình báo nguồn mở Oryx cho biết 16 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ bị phá hủy hoặc hư hỏng và bị bỏ lại trong những ngày gần đây. Con số này chiếm 15% trong số 109 chiếc mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Khi lô đầu tiên gồm hơn 60 chiếc Bradley được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 1, Trung tá Rebecca DiAngelo, chỉ huy tiểu đoàn vận tải 841 của quân đội Mỹ khẳng định các phương tiện này sẽ rất quan trọng đối với hoạt động tấn công của Kiev. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự James Spidermark của CNN, một vị tướng vở hưu cho biết Bradley sẽ cần nằm trong đội hình hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị khác, bao gồm hỗ trợ trên không, pháo binh tầm xa và tình báo. Tuy nhiên, yểm trợ trên không là điểm yếu lớn nhất của lực lượng Kiev trong chiến dịch phản công. Dù vậy, giới phân tích phương Tây không cho rằng tổn thất với xe bọc thép Bradley sẽ gây khó khăn hơn cho Ukraine. Ông Nicholas Drummond, một nhà phân tích quốc phòng Anh nói với đài CNN rằng với quy mô chiến trường và độ ác liệt trong giao chiến, có thể dự báo tổn thất như vậy. Ông Drummond nhận định, Ukraine đang tấn công theo 4 tuyến để buộc Nga phải dùng đến lực lượng dự bị. Đây là cách tiếp cận dù cần thiết nhưng cũng phải trả giá đắt. Theo Oryx, những chiếc Bradleys nằm trong số gần 3.600 thiết bị quân sự mà Ukraine đã mất trong chiến sự. Trong khi đó, trang web này ghi nhận hơn 10.600 thiết bị quân sự của Nga bị tổn thất. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.